Bác ơi, bác cho hỏi đường nào đi về Sơn La? Đi về Sơn La á? Vâng. Bây giờ cháu cứ đi thẳng ra, cứ thẳng mãi cái đường này ra đường cái đường cái đường cứ đường rồi. À vâng. Mà đường này ra đường cái đấy còn sao ạ? Còn xa, còn có 3 cây nữa. Vâng. Vâng, và đường nó cũng như này chứ. Cứ thẳng cái đường này mà đừng đừng rẽ, con rẽ không được rẽ đường rẽ lên này, cứ thẳng đường rồi đi đi đường rẽ. Nhưng mà đường là vẫn tốt như này chứ ạ? Vâng. Vâng vâng. Vâng vâng, cảm ơn bác nhá. Mình rẽ cái đường kia, mình rẽ